sáng ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, là luật sư nhà báo, Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, là luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa, nữ bị cáo này có 4 luật sư bào chữa, ông Sĩ có 6 luật sư. Hơn 8 giờ, bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sĩ được áp giải tại tòa. Bà Ni mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm tập tài liệu. An ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ có những người có nghĩa vụ liên quan mới được tham dự. Trước đó, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đã có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa. Đại diện công ty Đại Nam và quỹ Hằng Hữu cũng không đến tòa. Về việc vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt, tòa cho rằng đã có lời khai không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên vẫn tiếp tục phiên tòa. Trong phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Sĩ cho biết hồ sơ thể hiện ông có một con là chưa đầy đủ. Ông nói mình có 3 người con. Bị cáo Hàn Ni tỏ ra bình tĩnh, trả lời to, rõ ràng những câu hỏi liên quan tới vấn đề thân nhân. Trong quá trình xét hỏi, bà Ni thừa nhận đã đăng tải các thông tin liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội. Trả lời hội đồng xét xử, bà Hàn Ni khai, sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng livestream xúc phạm danh dự tôi với 4 nội dung. Đầu giờ chiều trên Facebook, Hà Ly nói sẽ livestream về việc tôi phản động. Tôi đã gọi điện, gửi thư khẩn cấp cho công an tỉnh Bình Dương. Nhưng đến tối, hành vi của bà Hằng vẫn không được ngăn chặn. Từ đó, bà Ni đăng bài bà Hằng có quyền ngồi xổm lên pháp luật hay không. Bị cáo Hàn Ni cho rằng những thông tin bà Nguyễn Phương Hằng nói về bản thân là không đúng. Bà khẳng định mình không làm gái, không tống tiền doanh nghiệp. Bà Hàn Ni cho rằng mình là phóng viên báo đảng, nhưng bà Hằng lại nói bà phản động sẽ ảnh hưởng tới cơ quan và bản thân. Về nội dung trong video clip được xác định là đưa thông tin cá nhân của bà Phương Hằng lên mạng, bà Hàn Ni cho rằng bà biết bà Phương Hằng tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Trong lý lịch của bà Phương Hằng cũng xác định bà Phương Hằng tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Còn thông tin bà Phương Hằng có liên quan trong vụ án Nam Cam, bà đọc thông tin trên báo. Khi được tòa hỏi việc đăng thông tin lên mạng xã hội có bất lợi cho bà Phương Hằng hay không, bà Hàn Ni cho biết mình không quan tâm thông tin có lợi cho bà Phương Hằng hay không. Về kết luận giám định những nội dung mà bà Ni đã thừa nhận là vi phạm bí mật cá nhân, bí mật gia đình, riêng tư, trái quy định pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng, bà Hàn Ni cho rằng thông tin thời điểm xảy ra sự việc thì chính bà Hằng đã tấn công, thông tin sai sự thật về bà. Tuy nhiên, bị cáo không phản ứng về việc bị xâm phạm bí mật cá nhân vì đã tìm hiểu trong luật không có quy định nào cụ thể về bí mật cá nhân, chỉ có bí mật thư tín. Bà chỉ đăng lại những điều báo chí chính thống đăng công khai. Về nhận thức, động cơ thực hiện hành vi phạm tội, nữ bị cáo nói tại thời điểm phát thông tin không nghĩ mình sai, còn thời điểm này mình có sai nhưng ở mức phòng vệ. Bị cáo Hàn Ni trả lời, nếu có sai phạm thì có nhiều hình thức xử lý, nhưng tôi không hiểu tại sao mình bị xử lý hình sự. Tiếp đó, bà Hàn Ni viện dẫn Điều 22 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về phòng vệ chính đáng thì không phải là tội phạm. Đối với kết luận giám định, bà Ni cho rằng bà và bà Hằng là trong cùng một vụ việc, nhưng việc giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và Bình Dương có sự chênh lệch rất lớn. Bị cáo đã trích xuất 600 trang tài liệu. Trong thời gian dài, bà Hằng xúc phạm bị cáo với nhiều nội dung, nói bị cáo là vợ một cựu lãnh đạo TP.HCM, nói bị cáo tống tiền doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến công việc của bị cáo và cơ quan công tác của bị cáo. Những thông tin đó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến bị cáo, nhưng chỉ được Sở Thông tin và Truyền thông kết luận bà Hằng xúc phạm nghiêm trọng bị cáo mà không hề có nhắc hành vi vu khống, bịa đặt. Sau khi xử bà Hằng thì bị cáo vẫn không được minh oan bởi rất nhiều kênh của bà Hằng vẫn bịa đặt, vu khống bị cáo lan truyền trên mạng xã hội. Bà Ni cho rằng mục đích rất rõ của đoạn clip bà Hằng có ngồi xổm trên pháp luật được không, chỉ để nói bà Hằng là công dân của Việt Nam, phải tuân thủ pháp luật, không nhằm mục đích nói sai, xúc phạm cá nhân bà Hằng. Tại tòa, bà Hàn Ni cho rằng hành vi của bà và hành vi của ông Trần Văn Sĩ là độc lập, nhưng viện kiểm sát lại nhập chung vào một vụ án nên bị cáo phải chịu chung các hành vi vu khống, xúc phạm, xuyên tạc với ông Sĩ, trong khi các thông tin bà Ni nói là sự thật thì không phải vu khống, xúc phạm, xuyên tạc. Sau thắc mắc của bà Ni, chủ tọa khẳng định hành vi của bà Hàn Ni chỉ là làm lộ bí mật đời tư của bà Phương Hằng trên Internet. Thông tin là có thật nhưng đưa lên mạng là không đúng. Bà Ni cũng cho rằng thông tin cá nhân và bí mật cá nhân là khác nhau. Pháp luật quy định chưa rõ về thông tin cá nhân và bí mật cá nhân. Ví dụ, bí mật cá nhân như thư tín phải được bảo mật, nhưng nếu thư tín được đăng công khai thì lại không phải bí mật cá nhân nữa. Khi được hỏi về việc đưa thông tin cá nhân của bà Hằng lên mạng có xin phép không, bà Hàn Ni nói không biết bà Hằng là ai cho đến phiên tòa xét xử bà Hằng vừa qua nên không thể xin phép. Hơn nữa, bà chỉ đưa thông tin mà bà tìm hiểu trên báo chí chính thống. Bà Ni cũng khẳng định bà không có động cơ cá nhân trong việc này. Về phía ông Trần Văn Sĩ, bị cáo thừa nhận những thông tin mình nói là chưa kiểm chứng và những nội dung này có ảnh hưởng xấu đến công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Bị cáo Trần Văn Sĩ cho biết
mình làm nghề luật sư và có đăng tải một số thông tin liên quan tới vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lên không gian mạng. Về khoảng thời gian đăng tải các nội dung đó, ông Sĩ khai bắt đầu từ tháng 8 năm 2021, khi được hỏi đã tổ chức bao nhiêu buổi phát những thông tin liên quan tới bà Phương Hằng, bị cáo này nói mình không có kinh nghiệm làm YouTube nên không nhớ cụ thể. Ngay lập tức, chủ tọa phiên tòa liệt kê những ngày ông Sĩ phát các thông tin liên quan tới Phương Hằng thì cựu luật sư thừa nhận đúng. Về lý do thực hiện hành vi trên, người đàn ông này nói bắt nguồn từ việc bà chủ khu du lịch Đại Nam liên tục có hành vi vi phạm pháp luật khiến ông bức xúc. Từ đó ông Sĩ mới đăng tải các thông tin ngược chiều để mọi người hiểu rõ hơn về sự việc. Nói về việc bị truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, bị cáo Sĩ nói Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố là đúng, không oan sai. Theo đại diện cơ quan công tố, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube LS Trần Văn Sĩ, Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook, nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là Nguyễn Phương Hằng. Việc này xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Hành vi của bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã vi phạm các điểm A, B khoản 3, điều 16, điểm B khoản 1, điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm người khác, thông tin sai sự thật bịa đặt, và điểm D khoản 1, điều 5, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của người khác. Theo Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội nên cần có mức án nghiêm để răn đe, giáo dục. Đặc biệt trong vụ án này, người liên quan là vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và công ty Đại Nam được nhiều người biết đến. Bị cáo Sĩ bị áp dụng một tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội. Quá trình điều tra, bị cáo Hàn Ni không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng quá trình xét hỏi đã nhận thức được sai phạm. Quá trình công tác có được tặng nhiều giấy khen. Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù và Trần Văn Sĩ mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.